có 250 đậu nành ngâm qua đêm nè cả nhà đó. Rồi sau đó mình sẽ xay, xay bằng cái cối xay. Mình cần có 3 lít nước. Và cái này là 1 kg bi để mình nén ha. Rồi mình cần cái giấm, giấm và muối để mình nêm nếm với làm đông tụ cái đậu hũ của mình. Rồi ở đây mình chuẩn bị một cái lọc ha, cái vải lọc để mình lọc lọc lấy đậu hũ. Rồi ha, mà cả nhà cùng theo dõi mình làm ha. Mình sẽ cho một cái chén, cứ để 3 chén nước, 1 chén đậu, 3 chén nước. Đó thì ở nhà đó mình tìm cái công thức này, đậu hũ này nè, nó ngon quá rồi người sử dụng nó thôi. Nhiều rất thích, nhiều rất thích làm đậu hũ tại nhà, nó rất là ngon. Rồi mình sẽ đổ vô đây, mình sẽ lọc nó ha. Rồi mình tiếp tục. Rồi mình cứ tiếp tục về cả nhà xay cho đến khi nào mà đến 3 cái lít nước mình hết vậy đó. Cứ xay tới xay lui vậy mình chắc nó ra. Mình tận dụng mình lọc hết cái protein dinh dưỡng của hạt đậu nành á. Dắt xong mình xay lại đến lúc nào mà hết 3 lít nước thôi cả nhà. Và cái nước cuối cùng á, khi mình dắt á, nó sẽ bị lợt dần cả nhà. Mình dừng ha. Mình sẽ đổ cái nồi này, nồi 5 lít cả nhà. Rồi bây giờ cái này mình cho nó sôi nha, nó sôi mình diệt khuẩn đi. Diệt khuẩn đi, đây là cái giai đoạn lấy sữa đậu nành nè. Mình có thể lấy ra uống từ cái giai đoạn này ha. Cái bọt nó ra nha cả nhà, mình vớt cái bọt nó ra. Rồi sau khi tiệt trùng xong rồi đó là mình lấy sữa đậu nành ra mình uống ha. Ở giai đoạn này là mình uống sữa đậu nành được rồi. Tùy các bạn ha, mình sẽ lấy một ít mình uống. Sau đó còn lại mình sẽ làm tàu hũ cho cả nhà. Sữa đậu nành làm từ cái hạt đậu nành à, mình uống cho nó tốt. Rồi đang là mình sẽ bỏ cái gì. Rồi uống rất là ngon cả nhà. Đó là mình làm sữa mình uống. Rồi giờ đây mình tiếp tục làm cái tàu hũ nha cả nhà, cái phần còn lại. Đây, bây giờ mình có nửa lít nước á, thì mình cho sẽ người sẽ cho 2 muỗng giấm nha. À, 1 muỗng cà phê muối. Rồi á, mình phải nêm nếm cho vững nó cái lượng nước này nè, nó có vừa ăn chưa ha, nó mặn 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 chua chua ha. Và bây giờ mình phải đổ vô đây. Rồi mình sẽ đun lên tiếp. Mình di chuyển nè. Các bạn thấy cái bán vàng các bạn vớt ra ha, chứ hồi nó làm màu của tàu hũ mình nó không có đẹp á. Đó, mình đảo một vòng để cho cái lượng tàu hũ của mình nó đông tụ đáng kể cả nhà. Rồi ở đây á, thì mình cắt cái miếng vải cái xong mình lót ha. Để mình giữ cái lại cái tàu hũ của mình á. Đây mình sẽ
này có 1 ký á cả nhà. À, tạm thời là mình nén mình nén nó 1 ký ha. Đây, mình sẽ tạm thời mình lấy cái này mình sẽ bỏ lên ha. Đó. Mình để cho nó nguội đi ha. Khoảng 1 tiếng rồi. Cho nó nguội xong một hồi nữa là mình sẽ bỏ nó trong, nó vẫn còn ráo nước đó ha, để đây ha. Cho nó ráo nước nha. À, mình ép á nước nó sẽ chảy ra vậy đó. Rồi mình bắt vào từ từ. Còn ở đây mình sẽ chảy đều ha, để cái lực nó phân bố đồng đều nhau. Mình để nó cho nó nguội xong mình sẽ bỏ trong tủ lạnh ha. Mình sẽ lấy nó ra. Thôi mình bỏ qua đêm đi rồi mình sẽ làm món. Rồi đây mình sẽ lấy ra. Mình sẽ cho cái miếng ẩu của mình như thế nào ha. Cấu trúc của nó như thế nào. Xíu nha. Cấu trúc của cái miếng tàu của mình ha. À, bây giờ đây nè, mình cắt cái nó này cũng ngon lắm. Merci. 250g hạt đậu nành thì Nguyệt được 7 lạng nha cả nhà. Cái này Nguyệt được 7 lạng. Bây giờ Nguyệt sẽ chiên ha. Nguyệt chiên là Nguyệt làm kho sả với nước dừa cả nhà. Đó, đây là miếng đậu 700g á. Như vậy là lợi luôn cả nhà. À, cảm ơn cả nhà đã chú ý theo dõi clip ha. Hẹn gặp lại clip tiếp theo. Tạm biệt. Quý vị đồng đạo Phật tử thiện nguyện ngày hôm nay, nơi Tây Trúc Thích Tôn xuất thế, năm Kỳ Ni Thái tử đản sanh, chín dòng phun nước tắm mình, 7 gen đổ bước tôn vinh các từ. Sau mùa xuân là mùa hạ đến, mừng đản sinh giữa bến nhân gian trang nghiêm tôn kính vô vàn, đền ơn đức Phật của đàn hậu lai. Lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng đến giác ngộ, toàn năng toàn trí toàn đức ra đời, đem lại sự hạnh phúc an vui cho nhân loại. Chúng ta đang sống tại lễ Phật đản kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại. Thời khắc thanh tròn tỏ rạng Đức Phật đản sinh là một sự kiện trọng đại thiêng liêng, một sự kiện phi vụ của toàn nhân quả như sau: chuông trống bát nhã múa, kiếp sau ta nguyện làm đóa sen múa trăng rằm tháng tư, đạo từ trụ trì của thầy, dân hoa hướng Phật, buổi lễ chính thức bắt đầu, cử hành lễ tắm Phật và hoàn mãn buổi lễ. Và sau đây xin mời các em thiếu nhi của tụ năm Liên Sơn múa bài kiếp sau ta nguyện làm đó sen. Xin mời các em.